Thưa quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Vâng, thưa quý vị, sau đây là phần tin tức liên quan tới Việt Nam. Các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, trong đó có Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, tức là UNICEF, mới đây đã phối hợp với chính phủ Úc cũng như chính quyền Cộng sản Việt Nam để tái khởi động chiến dịch kêu gọi người dân Việt Nam phải thực hiện những cái biện pháp nhằm ứng phó với tình trạng bạo lực hay gọi là bạo hành gia tăng đối với trẻ em và phụ nữ tại Việt Nam. Kể từ khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam thống nhất thì nền văn hóa cũng như nền giáo dục tại đất nước Việt Nam đã suy đồi gần hơn nửa thập niên hôm nay. Tình trạng kinh tế phát triển nhưng phát triển một cách không có kỷ luật khiến cho vấn đề tất cả những đời sống của người dân, những hàng quán, những cái việc ăn nhậu và tất cả những vấn đề về giáo dục, đạo đức cũng như là vấn đề công dân giáo dục tại đất nước Việt Nam hầu như không có. Và do đó cái tình trạng bạo hành trong gia đình càng ngày càng gia tăng với một cái quốc gia mà có một số lượng dân lên tới gần 100 triệu và điều đó nó cũng giống y hệt như bao nhiêu quốc gia mà có dân số đông như Trung Cộng, Ấn Độ, v.v. Chiến dịch này còn có gọi là Trái Tim Xanh năm 2022 kêu gọi sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng để xây dựng một môi trường không có bạo lực trong gia đình, trường học, công cộng, trong cộng đồng và trên mạng. Dĩ nhiên đây là một cái việc làm tốt, tuy nhiên việc làm này có thể nó chỉ là một giọt nước trong một giọt muối bỏ biển so với cái tình trạng mà chính quyền Cộng sản Việt Nam bất lực và không có những phương thức cũng như kế hoạch và tiền bạc đổ vào để có thể thực hiện một cái chính sách hoàn toàn có tính cách xã hội, văn hóa và luân lý. Do đó mới có cái việc lôi kéo các tổ chức quốc tế như tổ chức Nhi đồng UNICEF và phải sử dụng tới tiền bạc của những quốc gia trước đây đã từng là kẻ thù mình như Úc, Đại Lợi, v.v. Theo cơ quan Nhi đồng của Liên Hiệp Quốc nói rằng cần phải có nhiều tiếng nói để lên tiếng phản đối cái vấn đề bạo lực dưới mọi hình thức cũng như tác động của nó, nhưng mà và những tiếng nói này nó phải đến từ cá nhân cha mẹ thành viên. Nhưng mà chúng ta thấy trong một cái xã hội Việt Nam hiện nay, mặc dù trong ở một cái thời điểm hòa bình và không có chiến tranh, nhưng mà đạo đức suy đồi và vấn đề người dân không được giáo dục, chính quyền, ngay cả những cán bộ chính quyền cũng không được giáo dục một cách đúng đắn. Do đó cái vấn đề làm thế nào mà ngăn cản được bạo lực xảy ra trong mọi tầng lớp xã hội. Thống kê cho biết rằng 21.4% các trẻ em gái vị thành niên, 7.9% các trẻ ai vị thành niên cho biết họ có ý định tự tử. Và trong một nghiên cứu khác cho hay, trước đây cho biết là có 5.8 trẻ vị thành niên cho biết là đã có ý đồ tự tử, tức là những cái trẻ em dưới 18 tuổi đã mang cái quan điểm đó rồi. Và khảo sát của UNICEF cho biết trẻ em và phụ nữ trong năm 2020, năm 2021 cho thấy rằng có 72% trẻ em tuổi từ 10 cho tới 14 tuổi đã từng bị kỷ luật, mà kỷ luật bạo lực tức là thầy cô giáo cũng đánh đập vân vân, rồi bố mẹ vân vân. Trong số đó có 39% trẻ em bị bạo lực về tinh thần, 47% là bị xâm hại về thể chất, 20% là bị sách nhiễu, bị xâm hại về tình dục, và 29% là bị bỏ bê. Đó là chưa kể con số đã được bán ra ngoại quốc hay là bán sang biên giới miền Lào và Trung Cộng để đi làm những cái chuyện mà từ trước tới giờ chúng ta cũng biết, hoặc là nô lệ, hoặc là nô lệ tình dục, vân vân. Tổ chức này cũng cho biết rằng trong xã hội Việt Nam, một cái xã hội mà tương đối đã có một cái nền văn hóa rất cao dưới thời
miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù trong chiến tranh, nhưng mà hiện nay trong cái xã hội Việt Nam, bạo lực thường bị giấu kín tới 90.4%. Những người bạo lực không thể nào nhờ vả vào sự giúp đỡ từ chính quyền cộng sản, và một phần nửa của những số người này đã không bao giờ nói lên với tất hay là than thân trách phận hay là kể lễ với bất kỳ một ai, hay là tiết lộ cho những người bạn bè thân nhân của mình biết là mình bị bạo lực. Thêm vào đó, bạo lực nhắm vào phụ nữ đã khiến cho cái tổng sản lượng quốc gia mất đi gần 2%. Và các tổ chức của Liên Hợp Quốc nhận định rằng các yếu tố nguy cơ dẫn tới bạo lực xâm hại, bóc lột, cản trở trở nên trầm trọng hơn do vấn đề những tác động kinh tế và xã hội của cái thời đại dịch COVID, thưa anh. Vâng, thưa quý vị, khi một cơ quan như đồng Liên Hợp Quốc hay là quốc tế người ta nghiên cứu về tình hình của Việt Nam đó, về cái bạo lực đó, thì nghiên cứu là một chuyện, đưa ra những cái con số là một chuyện, nhưng mà bây giờ để giải quyết thì giải quyết như thế nào, thì chúng ta biết trước hết đó, thì phải giải quyết vấn đề nhân sự, là những cán bộ về giáo dục, những cán bộ về xã hội phải làm cái gì, và những cán bộ xã hội đó được dạy như thế nào, và đồng thời cái chương trình huấn luyện như thế nào, thì cái đó là cái chính. Nhưng mà thưa anh, trong cái xã hội mà nó bị gọi là nó được gì, được tham nhũng, rồi tham nhũng từ cấp trên xuống cấp dưới, cái xã hội mà người ta coi trọng cái vấn đề vật chất hơn là những cái giá trị về tinh thần, thì và tất cả những cái nhân vật mà có trách nhiệm lãnh đạo từ trong đảng trở xuống chính quyền, không ai có một người nào đứng ra để mà có thể kêu gọi cái vấn đề đạo đức của người dân, trong khi đó thì chỉ lo cái vấn đề là làm thế nào củng cố cái quyền lực để cho đảng đừng có bị mất đi cái thế ở trong cái vấn đề lãnh đạo đất nước. Thì thử hỏi làm sao mà có thể quét sạch được những cái tàn tích, mà những cái tàn tích đó nó còn tệ hại hơn là dưới cái thời thực dân. Ngày xưa tôi nhớ đọc những cái sách trong Tự Lực Văn Đoàn, những cái chuyện mà nó xảy ra tương tự như thế này, từ cái chuyện sách nhiễu tình dục của những người lớn, nhưng mà nó lại chỉ là những cái trường hợp đơn lẻ thôi, chứ nó không có kiểu mà gọi là hàng loạt như bây giờ. Thưa anh, nó là người ta gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, từ cái cấp ở trong đảng cấp cao nhất ấy, cho tới cấp thấp ấy, khi mà không đặt nặng vấn đề đạo đức luân lý thì tự nhiên là con cái họ sẽ noi theo họ, và những người khác sẽ noi gương. Ví dụ bây giờ tôi hỏi anh là cái xã hội mà đặt nặng lên cái vật chất ấy, giàu có mới là cái quan trọng, nghĩa là làm sao ăn cắp ăn trộm để mà có thể rồi ăn nhậu ở ngoài đường xá, rồi say sưa cờ bạc, hay là nói tóm lại một cái nước mà coi cái việc đá banh, ăn đánh ké về đá banh là một cái quốc sách, thì thử hỏi anh làm thế nào mà có thể có những cái vấn đề luân lý. Bây giờ mà ông Khổng Tử mà ông được Trung Cộng biệt phái sang để mà cai trị Việt Nam thì ông cũng bỏ chạy luôn. Từ bây giờ anh về xã hội về Việt Nam ấy, anh thấy từ trên xuống dưới chỗ nào cũng nhậu rượu chè be bét, thì làm sao mà có thể xã hội có thể tiến bộ được. Bây giờ người nào mà tính cách người ta đạo đức ấy, thì bị người khác chê cười, và làm ở trong công cơ quan ấy, không bao giờ có được một cái chức vụ cả, bởi vì người ta nhìn vào như là một con quái vật khi mà mình làm việc tốt. Mới đây thì những cái chuyện mà đạo đức ở Việt Nam nó rất là buồn cười, thưa quý vị. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là để mà mình dẹp đi tất cả những cái chuyện
hiếp dâm hay là loạn luân, hay là nói chung ở trong những cái gia đình ở cái một cái gọi là cơ cấu thấp nhất. Thì bây giờ nhìn lên cái đó là hạ tầng cơ sở, bây giờ nhìn lên cái thượng tầng kiến trúc thì quý vị thấy rằng là cái việc đạo đức của những cái giới lãnh đạo Cộng sản Hà Nội nó rất là buồn cười. Chẳng hạn như cụ chủ tịch của thủ đô Hà Nội, tức là đô trưởng Nguyễn Đức Chung, trước đây là một tướng công an, thì sau khi mà làm những cái vụ mà tiếp tay với công ty Nhật Cường để trúng các gói thầu, tức là vấn đề tham nhũng hết, tức là cho những cái công ty đó trúng thầu xong rồi lấy ăn chia tiền lại với nhau, cái chuyện đó ai cũng biết hết. Thì mới đây ông ta ra tòa thì đã được chính tòa đề nghị giảm án sau khi nộp hàng chục cái bằng khen và hồ sơ bình án. Có nghĩa là ông này cũng nhờ các luật sư áp dụng những cái phương thức mà gọi là khinh giảm tội án giống như của Mỹ, có nghĩa là đem những cái bằng khen. Ở nước Mỹ thì cái bằng khen nó tương đối nó chính xác hơn, còn ở Việt Nam bằng khen ai cho cũng được hết, mà nhậu một xong ngày mai lấy con dấu củ khoai đóng vào là cho bằng khen. Thì vì ông đem hàng chục cái bằng khen, rồi huân chương lao động, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương là chó cạp hay là cái gì đủ thứ hết, rồi những hồ sơ bình án ra để kêu oan trong phiên tòa xử phúc thẩm, tức là ông kháng án lên trên. Và dĩ nhiên thì những cái tội mà hối lộ, rồi sử dụng những cái tài liệu đăng ký cho các cái công ty vào những cái sở kế hoạch đầu tư của thành phố, vân vân. Và ông này trước đây thì bị tuyên phạt 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ. Thì bây giờ ông là lấy cái công ty này đã được trúng thầu 19 tỷ đồng. Thì bây giờ ông này ra kêu oan, thì người ta nghĩ rằng là trong tương lai ông có thể được xử án nhẹ hoặc là tha bổng. Thì thưa quý vị, những cái luật lệ mà nó không có nghiêm minh từ phía trên như vậy thì làm thế nào? Bây giờ tổ chức Liên Hiệp Quốc có đi tới mang tiền vào thì cũng chui vào trong túi những ông, những bà mà đặt về vấn đề đạo đức và luân lý. Cái việc mà đưa bằng này bằng kia ra đấy để mà giảm án ấy, thì thực sự cái này chẳng qua nó là cái cách để mà người ta gọi là chạy án, dựa vào những cái bằng này bằng khen kia. Thì tất nhiên là cái cấp trên của ông hay là cái người mà có thể có khả năng ăn tiền để mà giảm án, người ta dựa vào đó là ông này có cái đã có làm việc tốt này tốt kia thì xin giảm án. Cái chuyện đó là hiển nhiên trong một chế độ độc tài, đặc biệt là của Cộng sản, cho nên những người mà tốt ấy, thì Đảng sẽ kiếm cách, hoặc là sẽ kiếm cách để loại trừ. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng trong chế độ Cộng sản Việt Nam có một người mà chúng ta thể công nhận là tương đối là tốt ấy, đó là ông Nguyễn Bá Thanh. Rồi cuối cùng đó, ở Đà Nẵng khi mà ông làm việc tốt thì cuối cùng ông bị kiếm cách thì giết luôn. Cho nên những người mà người ta có khả năng để mà lãnh đạo, để mà dẹp những cái tệ nạn xã hội từ cấp thấp cho tới cấp cao đó, ở trong hệ thống của người ta đó, thì cuối cùng đã bị thanh trừng hết. Cái chuyện đó hiển nhiên, cho nên bây giờ Liên Hiệp Quốc có nhảy vô, có đưa bao nhiêu tiền chăng nữa thì cuối cùng cũng không thể nào mà làm cho cái xã hội Việt Nam nó tốt được. Thì một cái sự kiện khác thì nó cũng liên hệ tới cái chuyện này, thì quý vị nghe thì cũng rất là buồn cười. Tại vì ở Việt Nam mà những cái vấn đề mà nói về những cái tệ đoan xã hội, những cái việc mà tham nhũng, những cái việc mà những cái thành phần chỉ trong vòng có mấy chục năm sau khi mà cưỡng chiếm miền Nam xuất hiện trở thành đại gia, thì dĩ nhiên những cái mô hình mà những người làm giàu ở Việt Nam nó cũng không có gì khác lạ so với những cái mô hình làm giàu ở những cái nước cộng sản như là Trung Quốc hay là Nga, vân vân. Thì chúng ta cũng không có nên mất thời gian dài để mà đi sâu vào nói là tại sao ông này giàu, ông kia giàu. Dĩ nhiên cái chuyện làm giàu ở nước Việt Nam nó rất là dễ, và nó phần lớn dựa vào những cái sự may mắn thôi. May mắn là nếu mà đẻ con ra mà bố mẹ đi làm cách mạng trong cái chính quyền của ông Hồ Chí Minh thì trước sau gì lần hồi cũng sẽ trở thành giàu có ở trong cái xã hội Việt Nam. Đó là trường hợp của
ông tỷ phú đứng đầu của Việt Nam là cái ông mà làm Phạm Nhật Vượng, là cái ông mà làm cái xe điện Vingroup mà phải cột sợi dây thì mới kéo được cửa. Thì mới đây người ta có tin đồn thất thiệt, và tin đồn đưa ra là ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng này đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam cấm xuất cảnh. Thì tự nhiên đại diện của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam hôm 11 tây tháng 7 đã ra tiếng minh xác rằng là đó là tin đồn thất thiệt. Trong khi báo chí thì đưa ra cái lời tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Công an là Trung tướng Tô Ân Sô, nói rằng người có cái tin đồn đó ra là Tô Vĩ Hoàng cùng họ với ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm vân vân. Thì những người này tự nhiên bị buộc vào cái tội là đưa tin đồn thất thiệt là người đứng đầu của tập đoàn Vingroup đã tìm cách trốn đi ra khỏi nước và đã bị công an Cộng sản Việt Nam cấm xuất cảnh. Thì nói rằng cái tin đồn đó sẽ làm ảnh hưởng tới xấu tới cái thị trường chứng khoán. Thì như quý vị biết, Vingroup là một cái tập đoàn lớn nhất ở Việt Nam mà nhiều lúc cứ hăm dọ là đem xe sang đây để làm cho ông Elon Musk sập tiệm, và nói rằng là cái công ty mà có cái tài sản lên tới 472.000 tỷ đồng đã muốn dự trù thành lập một cái công ty ráp xe hơi điện ở tại North Carolina, nhưng mà nói rằng là chính quyền của tiểu bang North Carolina phải đổ tiền vào giúp cho cái công ty này để công ty này có cơ hội tạo công ăn việc làm cho người dân ở North Carolina. Tuy nhiên cái nguồn tin đó cho tới giờ phút này vẫn chưa được xác nhận. Thì cái tin đồn ông Vượng là cái người được cái tờ báo Forbes xếp vào loại một trong những người giàu có nhất trên thế giới này, thì ông này có một cái tài sản là 6 tỷ 2 đô la. Hồi cuối năm 2021 thì ông có là 7 tỷ rưỡi, vân vân. Ông Vượng đứng hàng thứ 411 trong số các tỷ phú hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes ở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên cái tin đồn mà ông Vượng bị có thể bị bắt và ông trốn đi ra khỏi ngoại quốc, thì hiện nay chính quyền Cộng sản Việt Nam tuyên bố là đó là tin đồn thất thiệt. Sở dĩ một cái tin đồn đó, bởi vì trong cái nhóm của ông Vượng đó có người nó có liên quan tới cái kit thở thử của Việt Á. Vì vậy nên nó mới có tin đồn đó, nhưng mà tin đồn đó là nhiều khi nó là sự thật thì sao? Vâng. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề tại đây.